Xin chào các bác nhé, em là Hoàng nhé. Hôm nay em làm cái video hướng dẫn sử dụng cái deepfake ở trên cái web của bên em nhé. Cái deepfake là từ một cái bức ảnh, mình có thể một bức ảnh cộng một video, mình có thể ghép cái mặt của cái bức ảnh đấy vào cái video đấy nhé. Thì cái video cái deepfake này thì có từ lâu rồi nhưng mà cũng rất ít người biết cách sử dụng. Thì hôm nay em làm cái video hướng dẫn cách sử dụng cái deepfake nhé. Từ đầu các bác để tạo được cái deepfake nó tương tự như như này thì đây, đây là cái deepfake em vừa tạo xong. Thì chỉ cần một ảnh cô gái như này em đã áp vào đây được. Đó, từ bức ảnh từ chỉ cần từ một bức ảnh, thì ảnh này thì em vẫn lấy ở trên mạng thôi, nó là mấy cái bức ảnh. Nó là mấy cái bức ảnh em lấy một cái bức ảnh em lấy ở trên mạng với cả cộng với một cái video, thì đây là video gốc. Đó, chỉ cần một bức ảnh cô gái này cộng với một cái video là mình có thể tạo ra được một cái video có mặt của cô gái trong bức ảnh này. Thì em hướng dẫn các bác sử dụng deepfake. Đầu tiên các bác là vào cái trang trang web chính thức của bên em là tablediffusion.live các bác nhé, tablediffusion.live. Thì các bác kéo xuống bên dưới này thì bên em đã làm một cái bản deepfake Deepfake one click rồi nha các bác chỉ việc bấm vào cái link này. Các bác bấm vào cái link đó xong rồi các bác đợi, thì ở trong này cũng đã có cách hướng dẫn sử dụng hết rồi, các bác cứ đọc đúng hướng dẫn sử dụng mà các bác làm nhé. Thì đầu tiên các bác bấm vào cái phần khởi tạo môi trường này, các bác bấm bấm vào cái phần khởi tạo môi trường để em tắt cái này, em ngắt kết nối vào. Đó, các bác bấm vào khởi tạo. Các bác bấm vào khởi tạo môi trường nhé. Đúng rồi. Đây, các bác bấm vào cái khởi tạo môi trường này cho xong các bác bấm vào vẫn chạy nha. Thì để cho cái bước này sẽ tạo ra cái cài đặt những cái để cần trên để deepfake nha, mới cả tạo ra cái thư mục tạo ra cái thư mục SD chia sẻ đam mê deepfake ở trong cái drive của các bác nhé. Xong các bác copy một cái ảnh các bác muốn muốn thay vào clip thì bác đổi tên cái ảnh đấy là dạng là image.jpg này nha các bác nhé. Bác đổi đúng tên như này ở trong cái thư mục deepfake, thư mục SD chia sẻ đam mê deepfake này. Còn cái video thì các bác cũng tải một cái video, các bác có thể lấy cái video bất kỳ ở trên TikTok hoặc là video nào đó, nhưng mà nếu mà các bác cái video có bản quyền thì các bác chú ý xin phép người ta trước khi khi làm cái việc này nhé. Em không có chịu trách nhiệm gì về việc các bác dùng những cái video của người khác bác chế với mục đích lừa đảo, là em không có chịu trách nhiệm đâu các bác nhé. Thì đó, thì khi các bác chỉ cần thiết đặt đúng hai cái, các bác thiết đặt đúng như hai cái này, sau khi các bác thiết đặt xong các bác để cái thì nó sẽ trả về cho mình một cái video deepfake dưới dạng như này nha các bác nhé. Đây thì em vừa load vào rồi, các bác đợi cái khi để nó xem nó khởi tạo môi trường xong chưa.
Các bác đợi nó khởi tạo môi trường xong. Hiểu sao cái kia nó kêu gì? Các bác cho nó kết nối với driver của các bác nhé. Bạn đợi em xem ra nó có cái tiếng kêu gì ngoài. Các bác đợi nó khởi tạo cái môi trường xong, các bác bấm vào khởi tạo môi trường đợi nó chạy. Cứ đúng thư hướng dẫn các bác sử dụng nhé. Sau khi nó khởi tạo môi trường xong, nó sẽ có tích xanh ở cái vị trí này, là mình sẽ chuyển sang phần 2. Phần 2 thì các bác cứ đúng cái này, các bác nó sẽ tạo một ra ở trong này. Ở trong thư mục driver, em vào thư mục driver này các bác. Đây, sẽ khởi tạo môi trường sẽ tạo ra một cái thư mục như này nhá, SD chia sẻ đam mê Deepfake. Cái này là cái thư mục riêng cho đấy, bác copy giúp em bác copy cái ảnh của các bác cần deepfake, các bác đổi tên thành img image.jpg các bác nhé. Các bác copy cái ảnh vào đấy và một file tên là cái clip của bác copy, và các bác đặt tên là video. Cái mp4 thì nó có sẵn rồi, các bác download về nó sẵn rồi nhé. Các bác để vào đúng vị trí như này. Đó, khi nó khởi tạo môi trường xong thì nó sẽ có dấu 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 x x ở đây này, thì các bác, tại vì cái video cái kia em đặt tên là 33 thì em điền số 3 vào đây, còn các bác cứ để đặt tên img thì các bác cứ image thì các bác cứ đặt image thôi, còn em là đặt số 3 rồi. Xong các bác còn mp4, cái video mp4 thì nó đúng như tên như này rồi. Xong mình bấm vào này, thực hiện những cái bước này, sau đó các bác bấm vào cái nút play này, giống cái nút play này, bác bấm nút play đây. Xong các bác theo dõi đến khi nào mà ở bên dưới nó bắt đầu cắt ra những cái ảnh thì là bắt đầu chạy phần trăm là ok các bác nhé. Nếu mà bác nào ở cái bước này nó báo nó cái ảnh nó không phù hợp thì các bác cứ chủ động các bác thay cái ảnh khác nhé. Cái có thể cái ảnh các bác đừng cắt sát mặt, tại vì có một ở trong này em có cắt mấy cái bức số 1 này, mấy cả số 2 này cắt sát mặt quá là nó không không nhận. Em cắt sát như này thì là không nhận. Em cắt sát như này cũng cũng không nhận nhé. Xong em phải để nguyên cái bức ảnh như này thì nhận nhé. Để nguyên cái bức ảnh như này thì nhận, nên các bác chú ý những cái đấy nhé. Không nên cắt sát quá, không không nên cắt sát quá giống giống như hai cái 1 2 này, mà cứ để cái giống như cái 3 mấy cái 4 này của em này. Ảnh để ảnh nó to to ra thì cái phần mềm nó sẽ tự nhận biết được là cái nào. Đó thì nó đang extract frame từ cái clip của mình ra, nó sẽ xử lý từng frame xong lại ghép lại các bác. Các bác đợi chút xong sẽ thấy cái phần trăm nó chạy.
À, cái này là em chạy rồi thì nó sẽ 100%, còn còn các bác chạy thì ở cái bước này nó sẽ chạy rất là lâu này. Còn của em chạy, do vừa em chạy rồi khả năng nó sẽ thấy cái frame đấy rồi, nó sẽ không không ấy nữa. Các bác cứ đợi em chút xem nó xử lý chỗ này như nào. Nhưng mà cái bước này nó sẽ còn nó có 40 4 430 cái frame này nó sẽ xử lý. Còn em thấy nó đã báo xử lý xong luôn rồi này, thì khả năng là nó đã tìm thấy cái file vừa nãy em chạy rồi. Thì ở cái bước này nó khi nó chạy xong như này, nó sẽ tạo cho mình một cái file video deepfake này. Thì các bác bỏ cái video deepfake này vào là các bác đã sử dụng được luôn rồi. Là các bác phải tìm ra một cái ảnh là có những cái đặc điểm rất là riêng của người mình cần cần tạo thì nó mới giống. Ví dụ như cái ảnh số 4 này thì tuy nó nét nhưng mà nó không có nhiều đặc điểm riêng để nhận dạng ra cái cô gái này, nên vừa rồi các bác xem cái video đấy nó không được ngon như cái video số 3 em ra này. Thực ra là cái cô gái này nó có một cái những cái đặc điểm riêng là cái răng này, rồi mắt với cả những cái chi tiết trên mặt. Thì nếu mà lấy cái ảnh này làm thì nó rất là ngon ngon hơn cái ảnh số 4 này, tại vì nó mang nhiều đặc điểm riêng của cô gái này hơn. Đây là cái video em làm bằng cái số 3 đấy, thì nhìn nó rất ra chất của ra những cái đặc điểm riêng của cô gái này. Nhanh thôi, cái quá trình tạo ra được cái video này nó rơi vào khoảng 20 đến 30 phút thôi. Em nghĩ nó chỉ khoảng 20 30 phút thôi. Thì đây đây, bây giờ nó mới bắt đầu chạy các bạn. Chả biết mạng bị sao nhưng vừa nãy em chạy cái này nó là 4,5 giây một một frame, mà bây giờ nó là 5, ấy, nó khả năng là mạng nó hơi chậm. Nhưng mà cái quá trình này nó chạy xong thì nó sẽ tạo ra được cái video này, nó đang xử lý đến frame thứ thứ 6 này. Tổng cộng cái clip của mình 15 giây là 430 frame, thì nó đang xử lý ở frame số 8 đây. Thì nó xử lý xong cái đống này thì nó sẽ tự động, phần mềm nó sẽ tự động hết để nó tạo ra được cái video cho các bác nha. Cái deepfake này nó cực kỳ lợi hại các bác ạ. Nó sẽ tạo ra từ một cái ảnh cô gái đó mà với cái clip đấy mà nó ghép chính xác luôn, độ chính xác, độ hoàn thiện rất là tốt các bác nha. Mà nó là free hoàn toàn, không có bất cứ một khoản thu phí nào các bác nhé. Thế em xin kết thúc cái video ngắn ở đây để em hướng dẫn các bác sử dụng cái deepfake này. Thì nó rất là đơn giản, các bác chỉ việc vào trang web Table Diffusion của bên em, kích vào cái nút deepfake này, sau đó làm theo đúng cái như cái video em vừa hướng dẫn, hoặc là các bác đọc cái hướng dẫn ở bên trong là các bác đã tạo được một cái clip deepfake rồi các bác nhé. Em xin chào các bác ạ.